Huyền à, nếu có mệt mỏi quá, ăn một món ngon cùng anh là hết mệt ngay thôi. Vị umami có trong Ajinomoto giúp cân bằng vị chua, ngọt, mặn, đắng, giúp cho nước trộn thêm đậm đà, chuẩn vị. Xuất sắc. Em muốn anh nấu món nào nữa không? Còn nhiều món ngon, vào đây chọn nhé. Ajinomoto, cùng Nam hạnh phúc.